Rồi, xin mến chào các em. Thì chúng ta đi qua một cái chủ đề, đó là cần làm gì trước khi mà chúng ta bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2023. Thì thứ nhất là thì giới thiệu về cái phần môn hóa ha. Các em có thể ôn lại các cái đề căn bản, ví dụ đề lý thuyết. Chúng ta có đề lý thuyết từ số 1 đến số 5, thì gom lại các lý thuyết tổng hợp của đề của các cả các năm, kèm thêm một số lý thuyết mà chúng ta có thể cộng xem thêm sách giáo khoa. Em có thể xem lại năm cái đề này rất là trọng tâm ha. Nếu đề không cho lắc léo quá thì nó sẽ nằm trong những cái đề dạng này ha. Rồi cái hai là đề đám cộng, thì các em có thể, những em câu nào mà nó khó dài, thì các em nào mà chúng ta chưa có ôn căn bản chỉ cần điểm 8 thôi ha, thì các em chỉ cần ôn lý thuyết cho kỹ cộng thêm một số bài tập căn bản nữa là được đủ 8 ha. Các em có thể làm thêm 1, 2, 3, 4, 5 cái đề này. Các em nào mà làm không kịp thì chúng ta làm 1, 2 đề thôi. Để có video bài giải thì các em có thể tự tin để chúng ta có cái phương pháp. Nhớ giai đoạn này là chúng ta không được phép để bí. Có nghĩa là bí về tư tưởng mà lại tư duy cái gì đó rất nguy hiểm. Cho nên giai đoạn này chúng ta cố gắng có cái bài giải ha. Để chúng ta ôn lại. Rồi, trên cái kênh đó, thì chúng ta làm sao? Các em xem kênh rồi, chúng ta cái kênh mà chúng ta không biết, chúng ta xem mấy cái video clip tiếp theo như thế nào, các em nhấn vào đây, các em nhấn vào cái mục này đó, nó sẽ nhảy ra về cái kênh này. Rồi các em chọn vào cái video, và bên video này có cái góc bên phải, nó có cái góc về cái tìm kiếm nè, thấy không? Ví dụ như chúng ta tìm kiếm cái mục chất béo đi, thì chúng ta thấy nó hiện ra rất là nhiều video về chất béo ở trên cái kênh. Ví dụ như anh em muốn ôn lên 9 điểm thì chúng ta bắt buộc phải vượt qua cái câu chất béo này. Còn cái câu phân bón hoặc là câu năng lượng thì không biết có ra hay không thì chúng ta chưa có định đoạt được. Và chắc chắn ở trong đây này có đầy đủ là phân bón hoặc là câu năng lượng. Các em có thể search ở đây, các em có thể xem là 1-2 bài để chúng ta giúp chúng ta tự tin để chúng ta bước vào kỳ thi. Rồi, còn cái phần thứ hai là những điều lưu ý trước kỳ thi. Thì cái này tôi viết lâu lắm rồi, bây giờ nó gần cuối cái giai đoạn chuyển đổi sách giáo khoa cho nên ló cái mặt ra chút xíu, hiểu không? Rồi chúng ta những điều lưu ý trước khi thi, cái này viết lâu lắm ha. Các em thân mến, để chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ bất kỳ cái sự kiện quan trọng nào trong đời là một việc rất là quan trọng, đặc biệt là 12 năm thiền sách vất vả gian nan và đầy cam go. Cha mẹ thì chở con đi học từ sáng đến chiều đến tối, tới 10 giờ tối mới về. Có những em học mà hai cái gương mặt là đù ra luôn. Như vậy là cái kỳ chiến trong cái trận đấu cuối cùng này của cái phần mở đường cho chúng ta bước vào kỳ thi học rất là quan trọng. Và đây là những cái điều mà chúng ta hết sức lưu ý khi bước vào cái cuộc chiến, xem như là cuộc chiến, tại vì thực tế ra chúng ta chỉ có một cái con đường đại học thì chúng ta mới bước vào được những cái dòng tâm lớn của tất cả các anh chị, tất cả những người mà cái bậc tiền bối đã đi trước. Chúng ta bước vào cái từ trường đó thì giúp chúng ta trí tuệ nó phát triển nó nhanh hơn đúng với bất kỳ ở đâu, thì không có nơi nào bằng các trường đại học hết, đặc biệt là các trường đại học lớn. Nơi đó những dòng tâm, những dòng trường cực kỳ lớn, chúng ta có thể học hỏi, mở mang tâm trí, gọi mở mang gốc suy tư đủ thứ hết, thì nó nằm ở trong đó hết. Rồi cái lưu ý thứ nhất là chúng ta lưu ý các em tối phải ngủ trước 10 giờ, chúng ta đừng có vượt quá 10 giờ. Sau 10 giờ thì chúng ta hết sức lưu ý là theo cái khoa học, sau 10 giờ từ 11 giờ trở đi vân vân thì từ trường ở dưới đất nó đổi chiều rồi. Cho nên chúng ta ngồi, chúng ta học bài vân vân nó rất là mệt, nó không có đúng với cái nhịp sinh học chúng ta. Cho nên là phải ngủ trước 10 giờ. Và nếu không ngủ được thì chắc chắn cái giai đoạn này các em cực kỳ căng thẳng à. Không ngủ được thì chúng ta nằm đó, hoặc là tập thể dục vân vân nhẹ nhẹ để chúng ta có đi vào giấc ngủ. Còn em nào mà đã thiền được á thì chúng ta cứ ngồi tĩnh tâm chút xíu, chú ý vào cái hơi thở thôi, đưa mọi thứ về không thì chắc chắn là lúc đó sẽ dễ ngủ. Em nào mà thiền được rồi chúng ta ngủ rất là nhanh, muốn ngủ ngủ. Như vậy là khi mà ngủ đủ giấc như vậy, các em thấy nó chúng ta sẽ rất là minh mẫn, và đặc biệt là cái sự nhanh nhạy chúng ta rất là cao.
vừa ít sai sót trong phòng thi. Độ minh mẫn chúng ta cao thì làm sao chúng ta sai bậy được. Cái này chắc chắn cái dòng chân tâm, khi mà dòng chân tâm nó đã hiển thị ra rồi, ít khi nào chúng ta sai bậy, hiểu không? Cho nên chỉ có cái trường hợp là chúng ta mờ mà chúng ta buồn ngủ hoặc thiếu ngủ không thì dễ sai trong phòng thi. Rồi thứ hai là cái này rất là quan trọng. Thì một cái trí tuệ tốt không thể nào có chứa trong một thân xác gọi là nó bệnh hoạn được. Cho nên cái ăn uống là quan trọng nhất, là chúng ta ăn, ăn làm sao cho nó khỏe. Như vậy không ăn thức ăn lạ trước giờ, trước khi ăn. Chúng ta những cái đồ ăn bên ngoài rất là bắt mắt, nhưng mà những cái đồ lạ, những nhiều em ấy, không có, chúng ta muốn đổi một cái cơ sinh học rất là khó khăn. Nên đồ ăn lạ chúng ta hạn chế. Những cái đồ ăn nào mà trước giờ chưa ăn á, chúng ta cố gắng chúng ta hạn chế bớt. À, như vậy vì cơ thể có sự thích nghi nên đồ ăn lạ để bao tử vận động rất nhiều và nó đòi hỏi có sự thích nghi, nên nó làm cho cái sự vận chuyển nó thế nào nó khó hơn. Cái này đúng khoa học ha, các ông quý gì phải là mập mờ hết trơn. Rồi không ăn thức ăn hay thức uống khó tiêu. Ví dụ ở đây chúng ta chọn những thức ăn mà nó khó tiêu quá, thức ăn mà để lâu hoặc là để tủ lạnh mà chúng ta thấy chúng ta sáng ta ăn liền, ta không hâm lại. Mắm tôm, cà pháo, thức ăn có ga qua nơi thì không làm cho đầy hơi không tốt cho não hoạt động. Thì chúng ta hết sức cái trường hợp này. Đặc biệt giai đoạn này nên ăn chín uống sôi ha. Chúng ta ăn uống mà nó làm cho chúng ta khó chịu thì chắc chắn ngay cái cơ thể nó quậy rồi, là cái thần của mình nó không có đủ hoạt động tốt được. Rồi ăn uống đủ chất, chắc chắn cái này là phải nói rồi, là chúng ta nên cố gắng là ăn uống đủ chất ha. Ví dụ như là có thể em nào mà bị đét bao tử thì trái cây thì chúng ta hạn chế bớt, chọn trái cây là nó kiềm kiềm xíu, hiểu không? Nó nguồn gốc tươi mới không để qua ngày. Nếu em nào gần siêu thị nấu ăn được thì chúng ta nên vào cái siêu thị lớn, chúng ta mua cái loại thức ăn mà nó có đầy đủ, chúng ta không có bị trở ngại trong vấn đề này. Mua thức ăn bên ngoài đôi khi làm mất vệ sinh thì chúng ta có thể bị đau bụng vân vân. Rồi uống nước thì chúng ta nếu em nào mà dĩ nhiên giờ nắng thì chúng ta uống đá được rồi, nhưng mà hạn chế đá. Đá nó làm cho chúng ta máu huyết chúng ta nó bớt lưu thông mất, nghe không? Máu huyết chúng ta nó ngưng, có nghĩa là âm nhiều. Nói chung là cân bằng thôi. Ha. À, tùy theo. Như vậy thì chúng ta không uống đá nhiều quá nha, uống vừa phải lấy chai nước bình thường được rồi. Rồi. Khi đi thi thì chúng ta chuẩn bị thuốc, ví dụ đau đầu nè. Chắc chắn cái này là nó có hiện tượng xảy ra. Thì hiện nay là thứ nhất là còn dư âm của cái Covid. Thứ hai nữa là chúng ta môi trường nó thay đổi. Thứ ba nữa là chúng ta học nhiều quá thì chắc chắn cái căng thẳng thần kinh là không thể không có, cho nên cái phần maradon dạng sủi thì nhanh hơn. Các em mua dạng viên mà viên đừng mua viên tròn, mua viên dài á nha. Rồi ở thuốc tiêu chảy vân vân, mấy cái này nên dự phòng để chống cập tục canxi. Đặc biệt cái hàng canxi này là cũng là dùng nhiều. Một số em cái cơ địa chúng ta yếu, cho nên là đến thời điểm mà nó căng thẳng quá thì là cái lượng canxi nó không đủ, thì chúng ta mua chúng ta để hờ bên nha. Rồi cái này thì hơi kỹ xíu, đó là mua cái cặp hồ sơ. Một số trường hiện nay thì chúng ta dùng cái này là bút bi, bút chì, máy tính vân vân, thì chúng ta ghi, chúng ta để bên hết, tới thi là chúng ta giác cái mông vậy thôi, nha. Rồi ở đây các em máy tính, các em mượn thêm một cái máy của mấy em là sớm hoặc là cùng bên đó, hoặc có thể em nào có kinh tế xíu là chúng ta mua thêm cái máy nha. Đó là hai cái máy tính chắc ăn nhất. Rồi mang áo ấm, áo mưa và bỏ dùng gặp. Thì cái này chắc là phụ huynh lo cho các em rồi, nhưng mà nhớ là em mang áo ấm nha. Ví dụ là trường hợp chúng ta ngồi ngay cái quạt, quất ngay cái chỗ gì em cái máy lạnh hoặc là ngay cái quạt, thì chúng ta ngồi chúng ta trung mười bậc thì chắc chắn là không thể nào có cái bài thi tốt được, hiểu không? Cho nên cũng để hờ đó đi. Rồi em nào da tốt rồi thôi, khỏi cần nhắc nhở nữa. Rồi câu thứ sáu là trước khi thi phải xem mấy cái thứ này, đó là chứng minh nhân dân, chạy dự thi,
có kể cả hộ khẩu, photo cho trường hợp cấp bách. Thì cái này chúng ta kỹ chuẩn bị kỹ càng nhé. Được thì tốt. Trường hợp mà chúng ta bị mất thẻ dự thi hoặc là mất cái chứng minh nhân dân, rồi thi xong làm bài được quá bỏ quên luôn trong phòng thi, vân vân, thì chúng ta còn có hộ khẩu, photo, vân vân, thì chúng ta có thể chúng ta đối chứng. Cái này các em thầy cô sẽ dặn thêm thêm ha. Đó là cách ôn tập. Ngày trước ngày thi thì chúng ta để giữ làm sạch cho bộ não á. Tôi có cách thế này, còn các em có thích cái nào các em làm nha. Ví dụ chúng ta ngày mai chúng ta thi chiều toán hóa sinh gì đó, thì chúng ta làm một ít của nhẹ của toán, ít của hóa canh ra ha, thời gian một ít của đề sinh để giữ cái phong độ cho cái não ta. Có nghĩa là chúng ta giữ cái não cho nó nhập định tại thời điểm đó, có nghĩa là dòng lúc nào chúng ta sức gọi là sức nhập được hết, lúc đó chúng ta sẽ phong độ của não nó vẫn còn. Ví dụ chúng ta dĩ nhiên là những cái ngày căng thẳng thì không thể nào. Thứ hai nữa là giúp chúng ta khi mà chúng ta giải đề toán thật dễ, lúc này chúng ta làm cho chúng ta có không có bị gì đây trở ngại ở trong cái dòng suy nghĩ chúng ta, không bớt căng thẳng đi, hiểu không? Giúp cho cái bộ não chúng ta hưng phấn lên. Đó. Rồi. Rồi quá trình làm bài chúng ta làm từ khó đến dễ ha. Chứ đừng có là quất vô mấy câu khó với câu dễ bỏ xong luôn ha. Như vậy chúng ta nhớ là để làm dễ câu dễ trước. Và đặc biệt những em nào đó kiến thực làm lý thuyết rồi á, chúng ta hốt hết lý thuyết rồi đó, chúng ta quay lại chúng ta làm bài tập. Thì bạn đếm 28 câu lý thuyết, có năm thì 29, cũng có năm 26. Thì tùy thôi ha. Chúng ta giả sử đây có 20, năm ngoái là 28, 29 câu lý thuyết. Như vậy có hai câu lý thuyết là cấp độ 4, có nghĩa là phân loại. Như vậy chúng ta còn khoảng 26 câu. Thì chúng ta hốt hết lý thuyết rồi đó, tự tin chúng ta quay lại bài tập căn bản là 4 bài nữa. Thì chúng ta có điểm này đúng không nè. Cho nó tự tin bắt đầu bước tiếp. Rồi luôn lưu ý nữa là luôn giữ thái độ thân thiện điềm đạm với thầy cô các thi và các bạn dự thi, tối tôn trọng giám thị cô thi. Và dĩ nhiên đây là cái người có quyền lớn nhất ở trong cái kỳ thi rồi, cho nên các em phải bắt buộc các em phải tôn trọng hết sức tuyệt đối, lúc nào cũng phải tôn trọng khiêm tốn. Rồi chúng ta giữ thân thiện để cho một cái lực từ trường của thầy cô gửi lại cho các em nhẹ nhàng hơn trong các phòng thi. Với các bạn cũng vậy nữa, đúng không? Chúng ta không bị trở ngại trong phòng thi. Rồi ăn mặc thì giúp chúng ta chọn cái mặc áo trắng cho thầy đi học. Nhớ nha, chúng ta chọn cái đồ quán rất là quan trọng. Những cái người mà làm chuyện lớn thì chúng ta nó cái bộ phục bên ngoài nó cực kỳ quan trọng, nên chọn những cái nào cho nó dễ chịu. Vừa cái áo trắng mình đi học hàng ngày thấy dễ chịu thoải mái nhất thì mình đi mặc ha. Rồi sau khi thi thì nhớ đáp án hay dò đáp án để cho không cần nhớ đáp án hay dò đáp án nha em. Sau khi thi chúng ta bỏ đi, chúng ta lập tức nhập định vào các môn còn lại để cho não đừng lưu thông tin và hạn chế sức mạnh cho các môn còn lại. Chúng ta bỏ đáp án khỏi dò ha, chúng ta nhập định vào môn còn lại bằng cách là nhớ những cái gì đó của cái môn còn lại tiếp theo để chuẩn bị cho cái sức chướng của não tiếp theo. Rồi còn ăn ở thì chúng ta với em nào có đặt phòng rồi, chúng ta chọn những cái nơi nào mà thoáng mát thì không ồn ào. Thứ hai nữa là có ánh sáng, có nắng, nhớ là có nắng nha, nào âm u tối quá thì các em dễ có cái sự cảm ha, cảm lạnh, đặc biệt là bây giờ giai đoạn của Covid vẫn còn dư âm. Rồi nếu mà trường hợp mà khó ngủ thì chúng ta một là chúng ta em nào ngồi được đó, chúng ta ngồi, chúng ta chấp bằng lại, chúng ta ngồi, chúng ta tập trung vào hơi thở, tập trung vào đưa về không, không nghĩ gì hết. Có nghĩa là đưa khi đưa về không như vậy, đó là nó một cái trạng thái của không suy nghĩ em. Thì lúc đó cơ thể mình nó sẽ trở lại bằng, nó xả ra. Có nghĩa là khi mình đang suy nghĩ như vậy, tất cả mạch máu vân vân gì nó sẽ dồn lại, nó làm cho chúng ta căng thẳng. Và khi chúng ta ngồi, chúng ta định lại, thì khi đó tất cả mọi thứ tế bào vân vân chúng ta
nó không còn suy nghĩ, nó sẽ giả dần 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 giống như một cái gì đó bóp á, chúng ta sẽ bị được mở ra nha. Em nào mà vô thiền rồi chúng ta sẽ thấy. Rồi khi bị mất tâm lý thì sao? Khi bị mất tâm lý vô phòng thi thì em cố gắng em chụm hai cái chân lại, sau đó chúng ta ngồi chúng ta hít thở sâu, tập trung vào hơi thở thôi, không suy nghĩ gì hết, tập trung vào hơi thở không suy nghĩ. Và đặc biệt em nào mà có bên đạo ấy, chúng ta trước khi vào phòng thi ấy, chúng ta cố gắng chúng ta cố gắng là chúng ta niệm tưởng xíu, nghe không? Chúng ta làm cái tâm linh chút xíu nè, cầu nguyện, đúng rồi, để chúng ta cầu nguyện chút xíu để cho nó là chúng ta giúp cho chúng ta có thể an tâm trong cái kỳ thi, nhờ các cái vị cư ngụ ở đó giúp chúng ta an tâm để chúng ta vượt qua kỳ thi một cách tốt hơn. Đó, thì chắc chắn một điều là khi mà tâm lành sở trí kim thạch vi khai, đúng rồi, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ thôi. Rồi khi đi thi thì chúng ta xem như bài kiểm tra, chứ chúng ta đừng có sợ gì hết, không có gì phải lo lắng hết. Được không được rồi thôi, không được thì về quê cổng câu, hiểu không? Rồi còn cái này tôi dặn phụ huynh thôi, đó là hồi trước nha, trong ngày thi phụ huynh phải nấu ăn, nếu mà em nào nấu ăn được quá tốt, còn nếu mà em nào ở tỉnh xa thì giờ đâu có còn đi thi tỉnh xa đâu. Rồi, chọn thức ăn dinh dưỡng tốt nhất, tránh thức ăn lạ, mấy ngày mình ăn lạ vô tiêu chảy là xong nha. Rồi khuyên bảo các em ngủ sớm, không ngủ nằm đó. Em phụ huynh nào còn thương con hay so đầu với con quá, không để cho các em xem tivi, laptop, điện thoại trước hai ngày, một hai ngày để thi, cái này quan trọng lắm. Lý do là cái laptop, cái điện thoại đó, nó làm cho chúng ta gọi là có hiện tượng nhiễu sóng, nhiễu xạ, trên cái màn hình nó đã có phóng xạ rồi. Cho nên là chúng ta lưu ý là khoảng chừng 2 ngày trước khi thi là hạn chế sử dụng, không sử dụng luôn thì càng tốt. Rồi luôn động viên tâm lý hài hước trước khi, tạo tâm lý thoải mái nhất. Thì cái này muốn lên đỉnh cao thì bắt buộc phải có cái này. Bất kỳ một cái hoạt động nào muốn đỉnh cao thì bắt buộc phải có, ít nhất trong tâm của mỗi người mà đỉnh cao đó, phải có cái dòng này, đó là tâm lý hài hước. Từ cái nhỏ đến cái lớn, nếu không có tâm lý này khó một người đạt em thái đỉnh cao, hiểu không? Rồi bây giờ nếu trường hợp cuối cùng, đó là nhiều em hỏi tôi thấy một số em học sinh có những cái ý kiến như thế này, tôi chỉ trao đổi thôi nha. Đó là tìm kiếm sự may mắn thì ông ta bí. Bây giờ thế này, nhiều em bây giờ nhiều, tại vì tôi nhiều năm á, tôi thấy học sinh có chương trình cũ á, nhiều em quất một phát đề bài mà chưa cho ra cái gì gần nhất á, hầu như mấy đứa giỏi nó hốt được hết, không có chừa bài nào hết. Đó là nó thấy đáp án. Tại vì ở đây đáp án là thông tin của một cái đáp án như vậy là nó đã là cái chìa khóa của cái đề rồi. Cho nên nhiều trường hợp mấy em không giải nổi, có nghĩa là bí bách quá. Còn bình thường chúng ta vẫn giải bình thường nha, để chúng ta tìm kiếm cái sự chính xác, để năng lực chúng ta nó tỏ sáng trong vòng thi. Còn nếu không, còn trường hợp còn lại, chúng ta chỉ dùng đáp án chúng ta thế ngược lên thôi. Thế mà chúng ta thấy thì sao? Dĩ nhiên thi mà thế thì chúng ta phải có kiến thức về cái bài tập này rồi. Bài tập này chúng ta thế, khi chúng ta thế lên y, ví dụ đây y môn y, thì chúng ta thế rồi đây nó 3-4 giá trị, nó sẽ có 4 giá trị này còn. Thì nghe thầy không chỉ nữa, tại vì cái này hơi ma mảnh xíu. Rồi cái thứ hai nữa là nhiều em á, nó phát hiện ra chỗ này chút xíu, các câu khó của bộ á, hầu như đáp án nó nằm lọt giữa hết, đa phần chỉ có vài câu là nằm lọt cuối thôi. Như vậy là bỏ thằng nó chơi, nó bỏ thằng gì em, bỏ thằng đầu, bỏ thằng cuối, chọn hai giữa để bấm. Như vậy xác suất này cũng thành công nha. Cái này hơi nhiều bài không đúng hết nha, ví dụ đây là 4 nè, nhưng mà đa phần là như vậy. Chúng ta cố gắng nha. Rồi một phương pháp giải pháp cuối cùng là lắc xúc xắc thôi, lui không được là lắc.
À, ví dụ này em thấy cái đáp án này 0.25, nhỏ nhất là 0.1, như vậy là vẫn nằm giữa. Như vậy xác suất nằm giữa rất là cao nha. Như vậy trong hai cái đáp án này chúng ta có thể chúng ta mò được. Thì nếu mà đề bộ mà không dễ gì thì chỉ mò quảng cáo.